vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào các bạn đến với channel của mình. Clip này mình chơi vị tướng đó là Quý Lén, một vị tướng được coi là hot pick ở cái rank bạch kim và vàng hiện giờ, bởi vì chưa có giai đoạn cắm trò này. Thì mùa chính này đi reset rank và ngày này đi ngày thứ hai. Và đấy là cũng là clip đầu tiên mình làm về vị tướng Quý Lén. Ok, thì một ngày chúc các bạn luôn là vui vẻ và leo rank thành công. Clip này mình mang Quý Lén đi rừng, một trong những vị tướng đi rừng được coi là bá đạo ở thời điểm hiện tại nha các bạn, bởi cái độ khó chịu của nó. Clip này mình sẽ lên cái biểu đồ và bảng ngọc cho vị tướng Quý Lén. Thì các bạn theo dõi ở phần clip nha các bạn. Ok, thì mình đặt phám sang khu vực bờ đỏ và bẫy mình chuyển sang khu vực bờ xanh, và mục tiêu của mình đó là gánh cái đường rông. Hiện tại thì thằng Karinak đang ăn con bột đỏ của nó nha. Thì mình sẽ cố gắng ăn xong này đạt lên level 4 thì mình sẽ đi gánh hiệu quả hơn. Rồi pha này lên level 4 rồi, mình sẽ lên gánh nha, xem có đang đây cây máu bên này đi gánh khó rồi. Rồi ông Mina đang ít máu nha, mình sẽ bật chiêu bá tàn hình lại. Nhưng mà ông kia chạy vào trụ rồi, không được rồi, không đủ tâm rồi. Rồi bỏ thấy ai Karinak này, bắt Karinak này. Nhưng mà không đủ rồi, không đủ lượng đạm ra nhé bạn. Thì bây giờ đối phương ôm trụ, và Karinak mình sẽ bốc đầu thằng Karinak này bằng hình này. Rồi dùng chiêu hái tiếp cần một mạng dành cho mình có chiến công đâu dễ dàng rồi. Và bây giờ đi đối phương ôm trụ thì mình sẽ ra lượm ngay cái con rồng này thôi, để lấy lợi thế cho tém vừa cả đơn rồng vừa cả đơn xe giá nữa. Nói về vị tướng Quý Lén là một trong những vị sát thủ bắt AD, AP bậc nhất cái liên quân này, bởi cái sự tăng hình khó chịu của nó lên đến 3 giây anh em ạ. Anh em thử tưởng tượng ngộ không tăng hình còn 1 giây mà còn khó chịu đến thế mà. Quý Lén mà tăng hình 3 giây là thì ai chơi. Rồi pha này mình sẽ ăn con giới xong rồi mình ăn khu vực bờ đỏ thôi. Ok, thì ở clip này mình giới thiệu về bộ trang bị đi, bộ trang bị và các bạn xem dưới phần mô tả nhé, dưới phần clip nha các bạn. Còn về bảng ngọc thì các bạn xem dưới phần mô tả các bạn nha. Ok, thì nói về nội tài của Quý Lén một xíu. Thì Quý Lén sở hữu cái nội tài đó là khi các bạn đánh sau lưng thì chắc chắn sẽ chỉ mang nha. Thì phá này thằng Karinak thì đang vào khu vực bờ đỏ và nó đang ít máu nha. Mình đẹp xong đám lính này mình sẽ qua ghé thăm cái rừng nó và cố gắng chiếm được cái mạng của nó. Bây giờ thì nó khi nào ít máu và mình thấy đi quá đường bị thích, mình sẽ tăng hình đoạn này là vừa đẹp này. Rồi lại chơi luôn cổ mạng dành cho mình, hai mạng dành cho mình. Rồi thằng gì đủ có về không về là chết luôn này. Thôi gì đủ chạy nhanh quá. Thì nói về Quý Lén một xíu đi, về nội tài mình cũng nói quá, đó là đánh sau lưng với các luôn luôn chỉ mạng nha. Còn khi các bạn đạt đủ đô và chỉ mạng phía sau lưng á, ví dụ lên những vị tướng ân lên quái rừng thì các bạn chỉ được 1500 nha các bạn. Còn về chiêu thức thì mình nói một xíu. Chiêu thứ nhất được gọi là chém đối, thì khi đó các bạn sẽ vung hai lần kiếm và gây một lượng sát thương khá lớn. Rồi pha này mình để nói xong mình sẽ bắt ai, thằng này là một này, rồi khi đó mình sẽ được hồi chiếu này. Rồi thằng này thì chắc chắn chết rồi. Nhưng mà pha đó thì mình không ăn được mạng, có mạng siêu việt dành cho mình, và bây giờ cái trụ này thuộc về bên mình mà thôi. Mình đang nói về chiêu thức cho Quý Lén, thì chiêu thứ hai các bạn dùng, thì khi các bạn dùng sẽ ám sát, nếu mà ám sát đối phương, trúng đối phương thì sẽ bị giảm 50% tóc cháy nha. Rồi sẽ lê có một cái dấu ấn đó, thì khi các bạn đánh thì các bạn sẽ được khi đối phương mà đánh á thì các bạn sẽ được giảm miễn sát thương. Ơi áp thú làm gì đấy, ai áp cá nè. Thì chơi luôn, mình sẽ bắt thằng này trước này. Thôi bắt thằng này rồi lấy thời gian hồi chiếu rồi bắt thằng này tiếp nha.
chạy đâu em, nhưng mà nó vào tù rồi thì thôi, mình bỏ qua thôi. Haha, cờ rơi nắp, thằng này lão, 4-3-2-1 mình càng hình phạt thì mình bắt luôn này. Mà thôi, bỏ thôi, thì nó đang đây cái máu thì cũng không đến hổ máu cho lắm. Còn chiêu cuối á, là chiêu ẩn sát. Thì khi các bạn bắt chiêu cuối thì các bạn sẽ được tăng hình rất chi là lợi nha. Các bạn vừa được tăng hình trong vòng 3 giây này, vừa được hồi máu này, và vừa được tăng tốc chạy này. Khi đó thì khi các bạn ám sát đối phương rất chi là dễ dàng nha các bạn, đặc biệt là những vị tướng yếu máu ấy. Ok, thì đó là phần chiêu thức một xíu. Thì các bạn nào chưa hiểu kỹ hơn, mình nói cũng chưa quá rõ, nhưng mà các chỉ nói quá cho các bạn hiểu vậy. Còn những bạn nào mà tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn vào phần hướng dẫn về tướng ấy, thì khi đó họ sẽ viết kỹ hơn, rất chi là chi tiết. Còn mình nói thì quá dài dòng rồi, mình chỉ nói sơ lược quá thôi các bạn nha, để các bạn nào chưa biết thì có thể biết quá một xíu thôi. Ok, thì bây giờ thì mình cũng khá xanh xao rồi. Bây giờ thằng con này thì chắc chắn chết đấy. Đây, mình luôn sau lưng bát này đánh lại tấm vân nắm chi màng các bạn nha. Rồi, thằng này thì không ăn được rồi. Rồi, có phá đấy rồi, mình sẽ tăng hình rồi bát thằng này luôn. Mày này, chiêu 1, chiêu 2. Khi các bạn áp sát chiêu 2 thì nó sẽ bị giảm 50% tốc chạy. Khá này thì mình chạy thôi nha. Hai đứa thôi thì mình té thôi. Kiếm nắm màng dễ dàng rồi anh em ạ. Cái khí mà cùi đèn mà hơi tránh xáo một xíu rồi á, thì việc mà ăn màng thì easy anh em. Cái bộ trang bị mình sẽ để dưới phần clip thì các bạn theo dõi nha các bạn. Ok, thì khi các bạn đánh quái cùng vây, các bạn sẽ luôn sau lưng nó mà đánh để gây ra một lượng chỉ màng lớn nha các bạn. Nhưng mà lượng chỉ màng lên quái dân tối đá thì cũng chỉ là 1500 rồi. Pha này mình sẽ mốc đích thân trường này. Có màng ấy, có màng rồi, thằng này chết rồi. Thì đối phương nó càng chạy thì chắc chắn là mình sẽ đánh sau lưng đối phương. Mà đánh sau lưng đối phương thì chắc chắn chỉ màng. Thì pha công bạc vừa rồi thì mình chỉ ăn được một màng thôi. Còn đồng đội thì ăn được hai màng. Nhưng mà không sao, bây giờ thì đồng đội ăn có lời hơn cho mình ăn. Đấy, chỉ màng bây giờ thì lên đến 800 hoặc 1000 rồi. Khi mà mình lên được món này đồ này nữa thì chỉ màng là 1500 nhé các bạn. Khi mà chỉ màng 1500 rồi thì farm khá dễ dàng. Thì các bạn nên nhớ, khi các bạn farm á, thì các bạn dùng đánh sau lưng ạ, rồi con quái mà nó quay ra thì các bạn dùng chiêu 2 quay ra sau đánh là lại có chỉ màng tiếp. Đó là mình hướng dẫn cho các bạn mới chơi nha. Còn nhiều bạn xem clip này thì chắc cũng là bẻ quý lên rồi, nên là mình không nói nhiều nữa. Mình nói hơi lên thuyền nhưng mong các bạn thông cảm. Rồi pha này con Violet chắc chắn chết nha. Một phát chết. Ôi đúng đấy, đúng đấy, chạy thôi. Vì con Mina nó thôi miên anh em rồi. Pha này mình sẽ móc đứt thân trường này. Bắt con này. Ôi bị hái khống chế con anh em. Mình đang phá nó vẹt được một mở màng nó hái là sai lầm rồi. Bị Mina nó thôi miên thế Mina đi đủ nó khống chế là thì mình chịu rồi. Thôi không sai. Sai ở đâu ta sửa ở đó ấy. Không sao nhá, không sao. Sai ở đâu ta sửa ở đó. Phá đó mình hơi tháo anh em ạ. Mình tưởng vẹt ra ít màng luôn á. Nhưng mà không được rồi, vì nó khống chế kinh quá. Thì quỳ lén mình nói rồi, thì khi mà các bạn vào giáo tránh thì phải vào hợp lý nha. Các bạn không phải đấm đầu vào tánh, nó không chế phạt á. Mà mình thì mình đến phun đám nên là đường chống chiều đâu có đâu. Nên là chỉ cần khống chế một xíu là các bạn chắc chắn lên bảng ấy mà. Ok, thì bây giờ tốc độ phá của mình gọi là khá nhanh rồi á. Sau khi phức hợp kiếm thì mình lấy cho nó cái nánh nha. Khi nánh này thì đối phương mà dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm thất thương ấy. Và có một lượng công vật lý khá dồi dào rồi. Phá này thì móc địch lại, móc địch thân trường một em này. Rồi em thứ hai yếu máu là em này. 3-2 em này, nhẹ nhàng anh em ạ. Rồi 3 em này. Một lượng sát thương quá kinh khủng.
Ôi, em này thì không được rồi, em này thì em tánh rồi, không chơi được. Mày em khống chế nhiều quá. Ba màn dễ dàng, anh em có thể quá dễ dàng, easy lắm. Bây giờ thì mình 11-4 rồi. Thì đối phương gặp mình thì quá khiếp sợ rồi. Nếu mục tiêu á, là những vị tướng máu dày đầu tiên hết các bạn, chỉ các bạn mà lao vào đánh tánh thì coi như là thôi, hỏng luôn ấy. Tì tái mày vặt vẫn chưa được kìa. Rồi pháo này dinh ra bài thì mình bắt tái nha. Còn Violet này, lồn ra vặt mà. Thôi không ổn đây, đúng quá. Rồi thằng này thì chết. Thằng này bả đạo dành cho mình rồi. Mục tiêu của mình là ai nữa? Violet đâu? Này thì Violet em đi đâu em? Chạy đâu cho hết năng. Double kill dành cho mình rồi. Nhưng mà đối phương vào trù rồi thì mình chịu anh em ạ. Này thì ôi thôi trù cho mất kìa. Bỏ thôi. Mình về hồi máu xíu này. Thì khi bắt chiếc cuối thì các bạn sẽ hồi được lưng. Hồi được hồi phục máu khá lớn nha. Cộng thêm cái phức hợp kiếm và cái kiếm đồ đi rừng, kiếm truy hôn đi rừng nữa thì các bạn phám hồi phục khá nhanh. Rồi pha này lại có mà, lại có ôi thôi đúng thế. Xong rồi, hai lần bị gì đủ khổng chế thì cả hai nhá. Gì đủ khó chịu quá. Thì em quý lén sờ nhất là những vị tưởng khổng chế thì cứng ấy. Ví dụ như Arum này. Rồi thêm ôm mén này. Những vị tưởng khổng chế cứng là các bạn vào mà nó chứ dùng chiếu thức thì các bạn vào cái lên. Coi như là ngùng cổ tỏi lắm này. Nếu mà không sao, trận đấu này thì mình đã 14-2 và hỗ trợ được 4 mạng rồi, quả là sánh sao thôi. Mình ăn giờ 14 mạng, trên 24 mạng rồi. Thôi để bua cho mình đi. Cái quy lén rất cần bua đỏ nha, bởi vì đánh làm chầm ấy. Nói chung là quy lén cần bua đỏ hơn bua sánh. Chỉ bua sánh thì mình có thể nhường ấy. Chỉ bua đỏ để cho mình bạn ơi. Rồi giờ có em nào nha. Rồi em này thì chắc chắn chết đấy. Em này chạy đó, một phát sau lưng chi mang đánh phát là chết luôn anh em ạ. Một phát chết luôn. Rồi carry đặt làm gì đấy. À thôi. Rồi phát này bắt một em này. Nó cái thằng gì đúng này không chỉ khó chịu, mình đến cái đôi dây kiên cương ấy mà nó không chỉ khó chịu. Này thì không chỉ, hai em rồi em này. Chạy đâu em?